Ok, hôm nay mình làm video này để các bạn chúng ta sẽ chữa bài đọc, đúng không ạ? Bài đọc mà các bạn đã làm trong đề thi thử B1. Phần đọc này thì các bạn sẽ làm trong vòng 45 phút. Mình có 32 câu và 6 phần. Phần số 1 là các bạn sẽ đọc những cái note, ok, những cái tin nhắn hoặc là cái biển báo với nội dung ở bên trái, và các bạn sẽ lựa chọn đáp án đúng là ABC ở bên phải. Thì câu số 1 này, win a car competition. Ok, thì đây là gì ạ? Đây là một cuộc thi. Entries will only be accepted from people who are at least 18. Thì chúng ta có từ at least ở đây, đúng không ạ? At least có nghĩa là gì ạ? Ít nhất là 18 tuổi, đúng không ạ? Thế thì câu nào trong ba câu này là đúng? Câu A này, the competition is open to people over a certain age. Cuộc thi này chỉ mở cho những người ở trên một cái độ tuổi xác định. Câu B là gì? There is a maximum age limit for this competition. Maximum thì nó có nghĩa là gì ạ? Là cao nhất. Ok, tức là gì ạ? Nó có cái giới hạn cao nhất về tuổi cho cái cuộc thi này. Thì ở đây họ bảo là gì ạ? Ít nhất là 18, tức là lớn hơn bằng 18, đúng không? Thì nó không phải là giới hạn cao nhất, thì câu B này chưa đúng. Ok, câu C là gì? Only 18 year olds are allowed to enter this competition. Tức là gì ạ? Chỉ những người 18 tuổi thì mới được phép tham dự cái này. Thế thì gì ạ? Nó không đúng với nội dung bên này, đúng không ạ? Thế chúng ta sẽ có đáp án. Câu số 1 nó sẽ là đáp án A, đúng không? Ok, câu 1 nó là đáp án A. The competition is open to people over a certain age. Ok, đấy là cuộc thi này chỉ mở cho những người ở trên một cái mức tuổi xác định. Thì cái tuổi xác định ở đây nó chính là 18, 18 tuổi. Ok, câu 1 đáp án A. Câu số 2 này. Câu này nó là một tin nhắn, các bạn nhìn thấy đây là điện thoại đúng không? Và cái ai là người viết? Cái người viết là cái người ký tên ở dưới, đúng không ạ? Đây là Adam. Còn người nhận là Rachel. Ok, Rachel. For our holiday, you need to get a photo for your visa. Tức là gì ạ? Để chúng ta đi du lịch được ấy, thì bạn phải có một cái ảnh, ok, để làm visa. And let me have it, có nghĩa là gì ạ? Để cho tôi, hãy để cho tôi có được nó. Tức là gì ạ? Là cái bạn Rachel này phải đưa ảnh cho cái bạn Adam này, đúng không? I've got the visa forms so I can post them then. Ok, tức là gì ạ? Là bạn này đã có cái mẫu visa rồi. Thế thì Adam is telling Rachel to I post something for him. Post something for him. Thì ở đây các bạn nhìn thấy từ post đúng không? Nhưng mà thì ở đây bạn thì bạn Adam bạn bảo là gì ạ? I've got the visa form so I can post them then. Ok. À, thì I can post tức là Adam can post, chứ không phải là gì ạ? Là bảo cái bạn Rachel này là post. Find out how to do something. Find out là gì ạ? Là tìm ra cách làm thế nào để làm. Ok, tìm ra cách làm thế nào để làm một việc gì đó. Còn C là give him something he needs. Đưa cho anh ta cái gì đó anh ta cần. Ok, thì câu này đáp án nó sẽ là C, và gì ạ? Và cái bạn Rachel này cần đưa gì ạ? Let me have it ở đây chính have a photo, đúng không ạ? Đấy, something như là cái photo đưa cho gì ạ? Rachel phải đưa cho Adam cái ảnh. Câu 2 sẽ là đáp án C. Câu 3 này, laboratory. The public are not permitted beyond this point unless accompanied by a staff member. Tức là gì ạ? Là những người public, là những người bình thường ấy, thì không được phép. Đúng không? Are not permitted là không được phép. Beyond this point, unless là gì ạ? Trừ khi. Ok. Trừ khi accompanied là gì ạ? Là đi cùng by a staff member. Tức là gì ạ? Là mọi người thì không được vào, trừ khi đi cùng với lại gì ạ? Thành viên thì mới được vào. Ok, chúng ta có ba đáp án là gì ạ? Member of staff must be accompanied if they wish to pass this point. Tức là gì ạ? Những thành viên của cái đội nhân viên ấy thì phải được gì ạ? Thì phải được đi cùng nhau nếu họ muốn vào trong này. Không phải là gì ạ? Là thành viên đi cùng nhau, đúng không? Câu này là members of the public can't go through unless they are visiting someone working here. Tức là gì ạ? Là người ngoài mà đến thăm ai đó đang làm việc ở đây thì gì ạ? Thì được vào, còn lại là không được vào. Không phải là đến thăm mà phải đi cùng, đúng không ạ? C là members of the public may go further if a company employee goes with them. Ở đây các bạn sẽ thấy đồng nghĩa này, chúng ta có là gì ạ? A company employee. Mình có từ employee chính là gì ạ? Là cái người làm thuê. Ok, nó chính là công nhân hoặc chính là nhân viên ở trong một công ty đấy. Thì nó có a company employee, nó chính là staff. Ok, đấy, thì members là gì ạ? Là những cái người ở ngoài ấy có thể đi xa hơn nếu như mà gì ạ? Nếu như mà có nhân viên đi cùng với họ, đúng không? Thì câu này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đúng đối với cái văn bản này. Thì câu 3 nó sẽ là đáp án C. Câu số 4. Jane, mom's leaving really early tomorrow, so could you wake me up? À, wake me at 7. Thế thì wake me là wake ai? Wake Tom, đúng không ạ?
Tom là người viết, còn Jane là người nhận. Ok, tức là Tom bảo Jane là ngày mai mẹ đi sớm đấy, cho nên là gì ạ, là Jane hãy gì ạ, wake me, là wake Tom up. Ok, là gì ạ, là đánh thức Tom dậy lúc 7 giờ. When you leave for work, tức là gì ạ, khi nào đi làm ấy thì gọi Tom dậy. I mustn't be late for college again, là gì ạ, là em không thể nào đi học muộn nữa. Ok, thế thì Tom muốn gì? A là Tom muốn persuade, là thuyết phục. Tom muốn thuyết phục Jane là gì ạ, là đưa anh ta đến trường, đúng không ạ? Đưa anh ta đến trường, take him to college là gì ạ? Là đưa ai đó đi đâu. Ok, thì câu này không phải đâu, không phải đưa đến trường mà chỉ đánh thức thôi. Tom would like Jane to do him a favor. Các bạn phải biết cụm từ này là gì ạ? Do somebody a favor là giúp, chính bằng từ help nhé. Do him a favor chính bằng từ help. Ok, Tom thì muốn gì ạ? Would like là muốn nhé, bằng cái từ want. Tom thì muốn Jane là gì ạ? Là giúp anh ta một điều gì đó vào sáng mai. Câu C là gì ạ? Tom is reminding, remind là nhắc nhở. Tom thì đang nhắc nhở Jane là họ phải gì ạ? Get up early, dậy sớm vào sáng mai, ngày mai. Không phải là họ phải dậy sớm vào sáng ngày mai, đúng không ạ? Mà Jane thì lúc nào cũng dậy sớm rồi. Và gì ạ? Tom thì muốn Jane là gọi anh ta dậy, cho nên đáp án đây là B. Ok. Câu số 5. Free copies of advertisements on this board are available from the Career Center. Free copy tức là gì ạ? Là những cái bản sao miễn phí về cái quảng cáo on this board. Ok, ở trên cái bảng. Ok, thì are available, available là có sẵn, from the Career Center. Ok, thế là cái copy này nó đến từ đâu? Nó đến từ cái Career Center, tức là cái trung tâm dạ, việc làm ấy. Ok, vậy đáp án nào đúng? A, the Career Center will give you a copy of any advertisement on this board. Ok, thì advertisement ở đâu? Là gì? On this board. Ok, quảng cáo phải ở đâu? Quảng cáo trên cái bảng này này. Đấy, thế thì câu A nó bảo là gì ạ? Là cái trung tâm việc làm sẽ đưa cho bạn một bản sao của bất cứ cái quảng cáo nào trên cái bảng này. Đúng không? Câu này đúng rồi, đúng ạ? Đúng luôn rồi. Bởi vì sao ạ? Cái copy này đến từ cái Career Center này, đúng không ạ? Câu B, this board is used to advertise the work done by the Career Center. Tức là gì ạ? Cái bảng này thì được dùng để quảng cáo những cái công việc hoặc những cái tác phẩm mà được thực hiện bởi, được làm bởi cái trung tâm việc làm. Không phải là được làm bởi trung tâm việc làm mà gì ạ? Mà gì ạ? Mà là những cái copy này nó gì ạ? Nó đến từ Career Center. Câu C là if you ask the Career Center, you can advertise for free. Tức là gì ạ? Bạn đến hỏi cái trung tâm này thì bạn được quảng cáo free trên cái bảng này. Ok, thế thì trong ba câu này thì đáp án nó sẽ là câu gì ạ? Câu A. Ok, là gì ạ? Bạn muốn có cái copy thì bạn đến cái trung tâm này và họ sẽ đưa cho bạn, đối với điều kiện là advertisement này nó phải gì ạ? Ở trên cái bảng. Ok, còn nếu mà cái quảng cáo khác ấy thì họ không có. Đấy là bài số 1. Ok, có 5 câu. Bài số 2 là gì ạ? Các bạn sẽ có 5 người, đúng không ạ? Chúng ta có 5 người, tất cả những người này people below want to visit a city market. Đấy, thì họ muốn đi chợ. Ok, muốn đi city market. Ok, và các bạn phải đọc những cái mô tả này, sau đó thì chọn cho người ta, và chúng ta sẽ có 8 đoạn văn ở bên này miêu tả về gì ạ? 8 cái city markets khác nhau. Ok, thế thì nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? Là chúng ta phải tìm những cái đoạn văn mà nó khớp với lại những cái người, tiêu chí của những cái người bên này. Ok, thì người số 6 này, người số 6 người ta cần gì? Want to buy locally produced food traditional, tức là gì ạ? Là thích mua những cái sản phẩm của địa phương. She is convenient to eat, là gì ạ? Một cái nơi nào đó thuận tiện để ăn uống, để ăn. As she is sightseeing in the city, the market shouldn't be far. Shouldn't be far thì các bạn có thể viết lại là near. Ok, near local attractions. Local attractions tức là những cái điểm thu hút khách du lịch đấy. Ok, thế thì chúng ta có 3 tiêu chí, đúng không ạ? Thứ nhất là phải là gì ạ? Locally produced. Ok, thứ hai là gì ạ? Có một nơi nào đó để gì ạ? Thuận tiện để ăn. Và thứ ba là gì ạ? Là nó phải gần. Ok, nó không được xa. Thế thì câu số 6 ấy, đáp án của chúng ta nó sẽ là đáp án F. Ok. Thì khi mà chúng ta đọc ấy là các bạn có thể đọc lướt. Ví dụ như là gì ạ? Cái tiêu chí đầu tiên là gì ạ? Locally produced, tức là gì ạ? Là những cái sản phẩm của địa phương. Thì các bạn có thể đọc lướt xem là gì ạ? Những cái chỗ này nó có lâu. Ok, và chúng ta sẽ gì ạ? Loại dần. Ok. Thì ở đây là nó sẽ là F này. Thứ nhất là close to museums and art galleries. Close to, đúng không ạ? Đấy chính là near. Là not far, đúng không? Cái tiêu chí thứ nhất là không xa này. Ok. As well as fresh food and special breads, try the region's famous cheese. Đấy, the region famous cheese tức là cái loại phô mai
nổi tiếng của địa phương, region chính là gì ạ, là của cái khu vực đấy. The producer are there with advice on different types, eat on the seat situated around the market. Đây, eat có chỗ ăn này đúng không ạ? Đấy, convenient to eat này. Watching the colorful scene and enjoy music from local bands. Đấy, thì câu 6 là các bạn sẽ chọn là bản F. Ok. Thứ hai là dạ đây, câu số 7. Max want a market where he can get something to wear. Ok, something to wear. Đấy, là gì ạ? Là quần áo. Your clothes at reasonable prices. Là gì ạ? Giá cả hợp lý. And something hot to eat. Là gì ạ? Ăn đồ nóng. Ok, ăn đồ nóng là họ đồ người ta nấu ấy. He's also keen on music and like finding rare recordings by different bands. Đấy, thì chúng ta có một cái tiêu chí nữa là gì ạ? Rare recordings. Ok, là những cái bản nhạc hiếm bởi những cái gì ạ? Bởi các ban nhạc khác nhau. Ok, bởi các ban nhạc khác nhau này. Cái gì đó để gì ạ? Quần áo gì đó mua này. Hot, something hot, hot to eat. Thì câu 7, đáp án của chúng ta nó sẽ là đáp án G. Situated under historic city walls. Ok, tức là gì ạ? Là nằm ở một cái thành phố về lịch sử. In this busy market, you will find a huge selection of great value new and second hand clothes. Đấy, chúng ta có gì ạ? Great value là gì ạ? Là giá trị tuyệt vời. Và gì ạ? Second hand, quần áo đấy. Đấy, chúng ta được tiêu chí thứ nhất là quần áo này. Thứ hai là there are also stores offering unusual albums. Đấy, chúng ta có từ unusual nó chính là rare. Ok. Yeah, unusual album nó chính là rare. Unusual là gì ạ? Là không bình thường. Đấy, là kiểu hiếm đấy. Là những cái album hiếm by international singers, often hard to find. Đấy, rất là khó tìm. Khó tìm thì nó chính là gì ạ? Rare, đúng không ạ? Our world food area allows you to taste food from abroad cooked in front of you. Đấy, chúng ta có cụm từ là cooked in front of you là gì ạ? Nấu trước mặt bạn. Nấu trước mặt bạn nó sẽ là hot, đúng không? Đấy, thế là gì ạ? Nó đáp ứng tất cả các tiêu chí của người số 7. Cho nên câu 7 các bạn sẽ chọn đáp án G. Ok. Câu số 8. Sammy wants to visit a market after spending day in the city. He would like a photograph. Photograph a historic place. Thế là gì ạ? Ông này thì ông ấy cần một cái nơi mà kiểu thiên về lịch sử. Ok, để có thể chụp ảnh được. Đấy. Photograph thì chính là chụp ảnh. And buy a painting by someone unknown. Unknown thì là gì ạ? Là một người mà vô danh, ok, không quen biết, không phải là nổi tiếng. Ok, muốn mua một bức tranh của một người mà gì ạ? Một người vô danh thôi, một người không nổi tiếng. Thì câu 8 của chúng ta nó sẽ là đáp án B, ok. Our market is an amazing building that's hundreds of years old. Okay. Ở đây họ không dùng từ historic như trên đúng không ạ? Historic là lịch sử. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ? Hundreds of years old là gì ạ? Hàng trăm tuổi. Visitors find our late night opening hours convenient and there are always performers entertaining the crowds. We've recently opened more stores specializing in pictures. Đúng không ạ? Pictures. Both from well-known artists and also those beginning their careers. Đấy. Là gì ạ? Là ở đây có tranh cho cả gì ạ? Cả những người nổi tiếng và cả những người mới bắt đầu sự nghiệp của họ thôi. Đấy, bắt đầu sự nghiệp của họ nó chính là đáp ứng tiêu chí là gì ạ? Là unknown. Trong kia thì người ta nói là paintings, đúng không? Còn đây người ta dùng từ pictures. Ok. Đấy, thì painting và pictures là nghĩa nó tương đương với nhau. Ok. Đấy, thì câu 8 các bạn sẽ chọn đáp án B. Câu số 9. Alicia is looking for a really special necklace for her grandmother's birthday. À, cái cô này thì muốn mua vòng cổ. Đấy, thì các bạn phải tìm một cái chợ nào mà có đồ trang sức, đúng không? She's delighted to spend the whole day at the market. Là muốn đi cả ngày. Đấy, chúng ta phải chú ý cái này để đi cả ngày. And wants to avoid the cold by staying inside. Là gì ạ? Không muốn bị lạnh, muốn ở trong nhà, không muốn đi ra ngoài trời. Đấy. Thì câu số 9 này, các bạn sẽ chọn đáp án là đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Nha, đọc nha. There's lots to see in this interesting indoor. Indoor, đúng không ạ? Indoor là not outside rồi, được tiêu chí thứ nhất. So it's open from morning until late. Morning until late là whole day, đúng không ạ? Là cả ngày. In a fantastic modern setting, find everything from rare gold and silver jewelry. Đấy, vừa xong mình nói rồi đúng không ạ? Là về trang sức đúng không? Đấy, là gì ạ? Là vàng hay là bạc? Ok. Design to designer clothes, although the prices aren't cheap, the quality is excellent. Đấy. Mặc dù giá thì không rẻ nhưng mà thì ạ, chất lượng thì tuyệt vời. After shopping, enjoy a meal in nearby restaurant. Đấy. Đấy thì câu 9 các bạn sẽ chọn đáp án C. Còn số 10 này. Ella is looking for objects from other countries for her friend. Đấy, other country nha, other country là chính bằng từ abroad, nước ngoài, đúng không ạ?
tìm đồ mà người nước ngoài cho bạn của cô ấy. She likes to choose a second-hand book, to read on the journey home and wants a snack at the market. Snack, cô này chỉ cần ăn snack thôi, không phải là cái đồ mà nấu ấy. Ok, snack chỉ là đồ đồ ăn vặt thôi. Thì câu 10 của chúng ta nó sẽ là từng đáp án H. Stalls open during normal daytime shopping hours, so depending on the weather, there's plenty to entertain you the whole day. Try out sandwich bar. Đấy, sandwich nó chính là cái snack. Ok. Đấy, snack. An old copy of something by a favorite author. Nha. Chúng ta có từ author, nó chính là gì ạ? Nó chính là tác giả. Ok, là người viết đấy. Thì author nó chính là gì ạ? Nó sẽ liên quan đến sách. Old copy, đúng không? Đấy, là một bản cũ. We also have gifts from all over the world. All over the world là gì? Khắp nơi trên thế giới. Thế là có thể mua được gì ạ? Từ một nước khác, đúng không ạ? Từ nước ngoài. Đấy, thì câu số 10 các bạn sẽ chọn đáp án là H. Ok. Đấy, thế thì chúng ta sẽ có ba cái đoạn văn gây nhiễu. Ba cái đoạn văn gây nhiễu thì các bạn lưu ý là gì ạ? Đoạn văn nào mà có thể đáp ứng được tất cả các tiêu chí của cái người đó ấy, thì chúng ta mới chọn. Còn nếu mà cái đoạn văn nào nó chỉ đáp ứng được một, ok, một tiêu chí của người này, một tiêu chí của người này, chúng ta sẽ loại luôn. Ok, nó sẽ không đáp ứng cho người nào hết. Ok, thì đấy là part 2, phần số 2. Bây giờ là part 3. Part 3 là gì ạ? Chúng ta đọc về artist Fuller, Peter Fuller talks about his hobby. Ok, nói về cái ông này, nói về cái gì ạ? Cái sở thích của ông đấy. Ok, đấy, thì chúng ta có thể đọc câu hỏi. Cái phần này thì là chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Và chúng ta có 4 câu hỏi bên trên là hỏi về những thứ gì ạ? Cụ thể, chi tiết, và câu số 5 thì hỏi về chung chung. Ok, cho nên là gì ạ? Câu số 1 chúng ta đã tìm thấy thông tin ở đoạn đầu. Đấy, thì chúng ta đọc luôn câu hỏi này, xong rồi các bạn tìm câu trả lời bên kia luôn. Đấy, Peter enjoy mountain biking because anh này thích, ok, đạp xe đạp lao núi vì sao? It gives him the opportunity to enjoy the views, là gì ạ? Nó mang lại cho anh ấy cơ hội để có thể thưởng thức được cái quang cảnh xung quanh. He can use the time to plan his work. Ok, tức là thì anh ấy có thể dùng thời gian để lên kế hoạch cho công việc. He is able to stop thinking about his problem, tức là gì ạ? Là ngừng suy nghĩ về các vấn đề, kiểu như giảm stress đấy, đúng không? Còn câu D là it helps him to concentrate better, là gì ạ? Giúp anh ấy tập trung tốt hơn. Ok, concentrate là tập trung. Ok, thế thì chúng ta sẽ đọc ngay ở đoạn đầu này để chúng ta sẽ thấy đáp án, đúng không? There's popular idea that artists are not supposed to be into sport, tức là gì ạ? Là những họa sĩ thì thường là không thích là gì ạ? Thể thao. But mountain biking is a huge part of my life. Nhưng mà gì ạ? Đối với tôi ấy, thì một cái môn xe đạp leo núi thì nó gì ạ? Nó là một phần lớn, một phần quan trọng đấy. It gets me out of my studio. Đấy, thế là gì ạ? Đi leo núi là mình gì ạ? Mình ra khỏi cái studio and into the countryside. Đấy, đi về miền quê. But more importantly, racing along as fast as you can leaves you no time to worry about anything. Đúng không ạ? Đấy, cái phần này chính là quan trọng này, anh ấy nhấn mạnh là gì ạ? Nhưng mà quan trọng hơn là khi mà gì ạ? Racing along, tức là gì ạ? Khi mà đua càng nhanh, ok, nhanh nhất có thể thì gì ạ? Để lại cho bạn không thời gian, tức là gì ạ? Bạn sẽ không còn thời gian để lo lắng về bất cứ cái gì mà đang xảy ra trong cuộc sống của bạn, đúng không ạ? That's going on in your life, đúng không? Đấy, là không còn thời gian để lo lắng về những thứ mà đang xảy ra trong cuộc sống. You're too busy concentrating on not crushing, tức là gì ạ? Bạn quá bận với cái việc là gì ạ? Tập trung vào việc là gì ạ? Không bị xô, không bị tông, đấy, không bị ngã đấy. The only things you pay attention is to are the pain in your legs and the rocks on the path in front of you. Đấy. Thế thì toàn bộ cái phần này nó sẽ tương ứng với đáp án nào? Đó là đáp án gì ạ? Able to stop thinking about his problems, đúng không ạ? Anh có khả năng là gì ạ? Dừng nghĩ về những cái vấn đề của mình, đúng không? Ok, câu số 2. What does Peter say about cycling during his childhood? Là gì ạ? Nói gì về tuổi thơ? He sorry he didn't take more care of his bike, là gì ạ? Anh ấy cảm thấy tiếc nuối vì đã không quan tâm nhiều về gì ạ? Về cái xe của mình. His friend always had better quality bikes than he did, là gì ạ? Bạn của anh ấy thì luôn có xe tốt hơn xe của anh ta. Câu xe là gì ạ? His bike wasn't suitable for the activities he was doing, là gì ạ? Cái xe của anh ta thì không phù hợp với những hoạt động mà anh ta đã làm. Còn câu đây là he's more interested in designing bikes than riding, là gì ạ? Anh ấy thì thích thiết kế xe hơn là gì ạ? Là đi xe. Ok. Thì chúng ta sẽ đọc đoạn tiếp theo là sẽ tìm thấy 60 started a kid in summer, my friend, I would buy. Ok.
Đấy, thì chúng ta đọc đến cái gì ạ? Cái tuổi thơ này, đúng không? Vào mùa hè, bạn của tôi và tôi thì into the woods. The woods đây là chúng ta đi vào rừng này. And see who was brave enough, ai đủ can đảm to go down steep hills, là gì ạ? Là đi xuống những cái gì ạ? Những cái đồi kiểu steep, cái là gì ạ? Dốc, đúng không ạ? Ok, or do big jumps. Ok, hoặc là gì ạ? Jumps là mình nhảy lên, đúng không ạ? Mình nhảy lên cùng với cái xe. The bikes we had then weren't built for that. Tức là gì ạ? Những cái xe của chúng tôi có ấy, thì nó không được xây dựng cho điều này. Ok, thế thì đọc đến đây là các bạn có thể chọn đáp án luôn được rồi đấy. Ok, and often broke. Đấy. Những cái xe thì nó không phù hợp, đúng không ạ? Nó không được xây cho điều này để gì ạ? Để đi chỗ go down steep này, do big jumps này, đúng không ạ? So I used to draw pictures of bikes with big thick tires. Ok, cho nên tôi đã từng vẽ những bức tranh về những cái xe đạp mà có gì ạ? Có cái bánh xe thì dày và to. That would be strong enough gì ạ? Đủ khỏe để gì ạ? Đủ khỏe để chơi mấy cái trò mạo hiểm này. Đấy không ạ? They look just like modern mountain bikes. Này, trông nó giống như là những cái xe đạp mà hiện đại mới. However, it wasn't until many years later that someone actually invented one. Tức là gì ạ? Nhưng mà tuy nhiên thì mãi đến nhiều năm sau này thì gì ạ? Thì mới có người thực sự phát minh ra một cái modern mountain bike, đúng không? Thế thì gì ạ? Họ anh ấy nói gì về cái xe? Đó là gì ạ? Đó là xe, đúng không ạ? His bike wasn't suitable for the activity he was doing, đúng không? À, nó chính là cái câu mà gì ạ? Là the bikes we had then weren't built for that, đúng không? Câu 13. Peter says he returned to cycling after several years. Ok. Tức là sau một vài năm ấy thì anh ấy quay lại để đạp xe. Ấy, bởi vì anh ấy muốn trở nên gì ạ? Because he had become unfit. Tức là gì ạ? Là bây giờ lại là gì ạ? Là anh là cơ thể của anh ấy không còn cân đối nữa. Đấy, cho nên anh ta quay lại để được cân đối hơn. Be so that là để he could enter races. Tức là gì ạ? Quay lại tập luyện cái này để tham dự vào cuộc đua. Xe là in order to meet new people, để gặp được nhiều người hơn. Ok, những người mới. Không phải nhiều người mà là những người mới. C là to replace an activity he had given up, là gì ạ? Để thay thế cái hoạt động mà anh ta đã bỏ, đã từ bỏ. Đây chúng ta đọc đoạn tiếp theo. At that time I was into skateboarding. À, thế là gì ạ? Vào khoảng những năm 1980 này này. Ok, là gì? I was into, into chính là gì? Đam mê, thích. Ok, vào thời gian đó thì tôi đã thích cái môn skateboarding, là môn trượt băng. I did that for a decade, là gì ạ? Tôi đã tập luyện trong hẳn một thập kỷ cho đến khi fall off, là gì ạ? Ngã. Ok, on a hard surfaces started to hurt too much. Ok, đây là bị ngã này, bị đau rất nhiều này. Ok, mountain biking seem a fairly safe way to keep fit. Đấy, thì cái mountain biking thì nó an toàn hơn. So I took that up instead. Took that up instead, chúng ta có cụm từ take up. Ok, cũng từ take up something, nó chính là gì ạ? Là bắt đầu lại, bắt đầu một sở thích gì đó, bắt đầu một môn thể thao gì đó. Đấy, thì là gì ạ? Anh ấy gì ạ? Quay lại với lại môn mountain biking. Thế là vì sao ạ? Bởi vì là gì ạ? Anh ấy từ bỏ cái môn skateboarding, đúng không? Từ bỏ cái môn skateboarding cho nên quay lại với lại mountain biking, đúng không? I made lots of a lot of friends, là gì ạ? Tôi đã có nhiều bạn bè này, kết bạn nhiều này. Còn involved in racing là gì ạ? Là tham dự vào các cuộc đua này, which gave me reason to train hard. Ok, thì những cái này ấy là lý do để tập luyện chăm chỉ. Ok, tập luyện chăm chỉ. I want to find out just how fit and fast I could get. Tôi muốn ok, tôi muốn khám phá xem là gì ạ? Là tôi liệu có thể gì ạ? Cân đối như nào, nhanh như nào, which turned out to be fairly quick. Ok. Hóa ra là nó rất là nhanh. I even won a couple of local races, thậm chí là tôi đã chiến thắng một số cái gì ạ? Cuộc thi ở địa phương. Ok. Cái tóm lại là vì sao anh ta quay lại, anh ta gì ạ? Anh ta từ bỏ môn skateboarding và gì ạ? Quay lại với cái này thì nó chính là gì ạ? Replace an activity he had given up. Ok, thay thế một hoạt động mà anh ta đã từ bỏ. Câu 14. How does Peter feel about cycling now? Peter thì cảm thấy thế nào về cycling bây giờ nhé? Now. A, he's proud that he's still so fast. Là gì ạ? Cảm thấy tự hào vì anh ta vẫn rất nhanh. Ok, B, he's keen to do less now that he's older. Ok. Anh ấy thì tập ít hơn vì giờ anh già rồi. He regrets the fact that he can no longer compete. Là gì ạ? Hối tiếc. Tiếc nuối vì là gì ạ? Là không còn có thể thi đấu được nữa. Ok.
này, he wishes more people were involved in the sport này ạ. Anh ấy mong ước là nhiều người hơn sẽ quan tâm đến cái môn thể thao này. Ok, thế thì bây giờ anh ấy cảm thấy như thế nào nhỉ? Anh ấy cảm thấy như thế nào? Ok, chúng ta gọi là in the end I stopped racing mainly because I knew that it could mean to my career that I had bad crash, but I still like to do a 3-hour mountain bike. Là gì ạ? Tôi vẫn thích là gì ạ? Là đi xe đạp 3 giờ every week. And I'm out cycling in the hill and see a rider ahead. I have to beat them to the top. Ok, là gì ạ? Là tôi đi ra ngoài này. Tôi phải đánh bại họ to the top. As I go past, I imagine how surprised they could be if they knew how old I am. Ok, tức là gì ạ? Giờ tôi già rồi nhưng mà gì ạ? Tôi vẫn ra ngoài đạp xe lên đồi. Ok, và khi mà nhìn thấy một cái người lái, một cái người đạp xe ở đằng trước ấy, thì tôi sẽ đánh bại họ, tức là gì ạ? Tôi vượt qua họ, tôi phóng vượt qua họ. Ok, và khi mà tôi đi qua thì tôi thấy là gì ạ? Là họ sẽ ngạc nhiên đến mức nào nếu họ biết được rằng là gì ạ? Là tôi bao nhiêu tuổi rồi. Ok, thế thì anh ấy cảm thấy như nào nhỉ? Là gì ạ? Là mặc dù già rồi nhưng anh ấy vẫn đi rất nhanh đúng không? Và cảm thấy rất là tự hào khi mà mình vượt qua người khác. Cho nên câu 14 đấy nó sẽ là đáp án A. He's proud that he's still so fast. Ok, và vẫn rất là gì ạ? Rất là tự hào rằng anh vẫn rất là nhanh. Phần câu 15 nhé. Câu 15 là họ sẽ hỏi chung chung là gì ạ? What a good introduction to this article là gì ạ? Là cái đoạn giới thiệu tốt cho cái bài bài báo này là gì? Ok, thì chúng ta sẽ đọc lại cả cái đoạn văn, đọc lại cả cái đoạn văn để xem nội dung của nó là phù hợp với đáp án nào. Thì mình có bốn cái là for Peter Fuller, nothing matters more than mountain biking. Tức là gì ạ? Đối với anh này ấy, thì không có cái gì mà tốt hơn cái môn mountain biking cả. Not even his career, kể cả nghề nghiệp của anh ta cũng thế. Here, in his own words, he tells us why. Ok, là gì ạ? Ở đây anh ấy sẽ nói cho chúng ta tại sao. Ok, thế thì ở đây anh ta còn nói là gì ạ? Anh ta còn nói là cái mountain biking nó hơn cả cái nghề nghiệp của anh ta không? Chúng ta đọc lại câu mở đầu nhé. There's a popular idea that artists are not supposed to be into sport, but mountain biking is a huge part of my life. Ở đây anh ta chỉ nói là gì ạ? Là một phần lớn, đó là một phần quan trọng thôi. Chứ người ta không nói là gì ạ? Là hơn cả nghề nghiệp của mình. Nên câu A này nó chưa đúng. Đúng không ạ? B. Artist Peter Fuller takes mountain biking pretty seriously. Là gì ạ? Là cái họa sĩ này thì tập cái môn này khá là nghiêm túc. Here he describes how it all began. Anh ấy đã mô tả là gì ạ? Nó là bắt đầu như thế nào and what he gets out of it. Ok, anh đã bắt đầu như nào và anh ấy đã từ bỏ như thế nào. Thế thì chúng ta xem cái đoạn này, chúng ta bắt đầu từ cái hồi mà gì ạ? Was a kid, cái bắt đầu từ was a kid thì anh ấy tập luyện như thế nào, sau đó thì anh ấy từ bỏ, rồi anh ấy tập skateboarding, ok, xong rồi anh lại từ bỏ skateboarding, rồi anh lại gì ạ? Lại tập mountain biking, xong rồi đến cuối cùng thì gì ạ? Đến in the end I stopped racing, đến cuối cùng thì tôi lại ngừng đua. Ok, cái này gì ạ? Nó đúng với đáp án B rồi đúng ạ? Ok, đáp án câu 15 là sẽ đáp án B. Câu C là gì ạ? In the article explain how he became an artist. Là gì? Anh ấy giải thích tại sao anh ấy giải thích là anh đã trở thành một họa sĩ như thế nào. Ok, only as a result of gì ạ? Chỉ với kết quả là he's interested in mountain biking, tức là gì ạ? Vì anh ấy đam mê mountain biking nên anh ấy mới trở thành một họa sĩ thì nó không đúng đúng không ạ? Ok, tức là gì ạ? Mặc dù anh đang là họa sĩ nhưng anh vẫn thích mountain biking. Còn câu D, after discovering mountain biking late in life, có phải là gì ạ? Có phải là tìm ra cái môn này muộn không? Thực ra là anh ta đã tập từ hồi he was a kid, đúng không ạ? Khi mà anh ta còn là đứa trẻ rồi. Cho nên là để đọc ngay câu này là thấy sai rồi. Thì câu D không phải. Ok, thì đấy là part 3. Đấy, chúng ta còn 5 câu. Part 4. Part 4 là chúng ta có một đoạn văn và người ta sẽ rút ra gì ạ? 5 câu. Ok, và sau đó thì người ta cho các bạn là gì ạ? 2, 4, 6, 8. Chúng ta có 8 câu. Ok, và các bạn sẽ phải gì ạ? Tìm cái câu đúng để điền vào đoạn văn. Ok, thế thì cách để chúng ta có thể làm được phần này là gì? Là các bạn đọc. Ok, chúng ta nhìn A New Life và chúng ta đọc từng đoạn một xem nó đang nói về cái gì. Đang nói về cái gì? Và đằng trước nó là cái gì? Đằng sau nó là cái gì? Ok, sau đó thì chúng ta sẽ tìm cái câu mà nó có liên quan đúng không ạ? Nó có liên quan đến những thông tin đằng trước, đằng sau và nó có nghĩa đúng với là cái đoạn này. Ok, thì I used to work as a college lecturer in the north of England. Tôi đã từng làm việc như là một giảng viên đại học ở phía Bắc
của anh Running Photography Courses, tức là để dạy cái khóa học về nhiếp ảnh. It wasn't a bad job. Nó không phải là công việc tồi. And I really liked my students. Tôi rất là yêu quý học sinh của tôi. But I began to feel tired of là gì ạ? Là mệt mỏi vì buồn chán đi. Tôi cảm thấy rất là mệt mỏi vì cái việc là doing the same thing every day. Làm những việc giống nhau hàng ngày. Làm những việc giống nhau hàng ngày. Thì câu 16 này nó sẽ là gì? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đọc. Các bạn có thể đọc từng câu một ở đây và mình sẽ chọn đáp án chính xác, đúng không? Chúng ta đọc từng câu một. Ok, để xem là nó có nghĩa liên quan gì đến cái đoạn này không. Ok, câu A là gì ạ? That's why I knew it was a terrible plan. Đây là gì? Đang nói về một kế hoạch. Thì nó không liên quan đến đoạn kia đúng không ạ? I had trained in icy water. Tôi được huấn luyện ở trên nước lạnh, trên băng. In the UK, so the crystal clear warm water felt amazing. Cái này nó cũng không liên quan đâu, không liên quan gì đến nước cả. Tiếp theo là they always ask lots of question, họ luôn hỏi những câu hỏi, rất là nhiều câu hỏi. Thì ở đây không không đằng trước nó không nhắc đến ai để gì ạ? Có thể thay thế là họ, nên là không phải đúng không ạ? I work for harder than I used to, tôi đã làm việc chăm chỉ hơn tôi đã từng. Có liên quan không ạ? Vẫn không đúng không? I began joking to friends about sending an application, là tôi đã nói đùa với bạn bè về việc là gì ạ? Gửi một cái đơn đăng ký, nhưng mà mình chưa có thông tin gì liên quan đến công việc ở đằng trước nên không thể nào mà có gì ạ? Đơn đăng ký ở đây được. Afterwards, sau đó thì some people were surprised by my decision, but I wasn't too worried. Ok, sau đó thì một số người rất là ngạc nhiên vì quyết định của tôi, nhưng mà tôi không quá lo lắng. Ok. À, thì gì ạ? Thì nó vẫn vẫn chưa liên quan đúng không? G, I decided I needed a break. Tôi đã quyết định là tôi cần một một gì ạ? A break là kiểu một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Ok, a break là nó giống như là khi mà chúng ta xem phim ấy thì nó sẽ là giờ giải lao. Ok. Đấy, hoặc là khi mà mình học thì nó sẽ dần giờ giải lao. Vì anh ta rất là chán cái công việc nên là thì anh ta need a break. Nên câu 16 nó chính là G. Ok. À, chúng ta đọc tiếp những cái đoạn tiếp theo. I always love traveling, so one weekend. Tôi rất là thích đi du lịch này. Cho nên là một cuối tuần tôi đã gõ là international volunteering, là gì ạ? Là làm tình nguyện quốc tế vào trên internet tìm kiếm. Ok. Và gì ạ? Ở trên đầu của cái trang kết quả ấy thì nó có cơ hội to go and stay on an island, là gì ạ? Để đến và ở một hòn đảo ở gì ạ? Ở Indian Ocean là Ấn Độ Dương, thousand of miles away, hàng nghìn dặm. Ok, cách xa hàng nghìn dặm. And help to protect the beaches and the sea life. Đấy, để giúp bảo vệ biển và cuộc sống ở ở biển, ở đại dương. Ok, đấy, thì họ đang nói về cái đảo này. Ok, về cái công việc này. Và đằng sau này, mình đọc tiếp đoạn sau. I had some diving experience and the more I talk about it, the more I wanted to do it. Ok, thế thì câu 17 này chúng ta sẽ điền cái gì? Câu 17 này nó sẽ là gì ạ? Đáp án của chúng ta nó sẽ là đáp án E. Đấy. Khi mà vì mình nhìn thấy cái đấy cho nên là gì? I began joking to friends about sending an application. Đấy. Là vì mình nhìn thấy cái công việc đấy cho nên là gì? Mình bắt đầu nói chuyện với bạn bè. Đúng không ạ? Nói đùa với bạn bè rằng là mình sẽ gửi một cái đơn đăng ký đi. Ok. Đấy. Tôi thì đã gì ạ? Đã có kinh nghiệm bơi rồi, à kinh nghiệm lặn rồi. Và the more I talk about it, càng nói nhiều về nó thì tôi lại càng muốn làm cái điều đó. So I contacted the organization, đấy, tôi liên lạc với lại cái tổ chức. Một tuần sau đó, they offer to send me, là họ đề nghị gửi cho tôi, send me to the island, tức là gì ạ? Là đưa tôi đến cái đảo. Ok, và tôi đã đồng ý. Đấy, họ đã đề nghị là đưa tôi đến đảo và tôi đã đồng ý. Ok, câu 18 sẽ điền gì? Đằng sau của nó là after all, the volunteer job was only for 2 months. Sau tất cả thì công việc tình nguyện chỉ chờ trong vòng 2 tháng thôi, trong mùa hè, kỳ nghỉ hè. I thought after I'd finished, I'd come home. Đấy, tôi đã nghĩ là sau khi tôi xong thì tôi về nhà. Thế câu 18 thì mình sẽ điền gì? Câu 18 nó sẽ là điền gì ạ? Ok, câu 18 các bạn sẽ điền F, đúng không? Afterwards, some people were surprised by my decision, but I wasn't good to worry. Đấy. Sau đó thì một số người thì rất là ngạc nhiên quyết định của tôi. Đấy. Khi mà tôi chấp nhận cái việc là đến đảo ấy, rất là nhiều người ngạc nhiên nhưng mà tôi thì không quá lo lắng. Ok. À, tiếp theo, as soon as I got to the island, khi mà ngay khi tôi đến cái đảo, I was sure I'd done the right thing. À, tôi đã chắc chắn là gì ạ? Tôi đã làm một điều đúng. My first dive was incredible. À, cái cuộc lặn đầu tiên của tôi thì tuyệt vời. Incredible là gì ạ?
Tuyệt vời. Ok, còn lại đầu tiên thì tuyệt vời. Vì sao nó lại tuyệt vời? Ok, bạn này chúng ta đọc cái gì đó liên quan đến nước nước ấy, về về gì ạ? Về huấn luyện đúng không? Thì câu 19 nó sẽ là đáp án B. I have trained in icy water in UK. Đúng không ạ? Tôi đã được huấn luyện trong nước lạnh ở Anh. So the crystal clear warm water felt amazing. Ok. Đấy, cho nên là cái nước mà nước nước sạch và ấm này thì gì ạ? Felt amazing là gì ạ? Cảm thấy rất là tốt, rất là tuyệt vời. In fact, I love it so much. Ok, câu câu tiếp theo đã. I feel so lucky to be able to experience that every day. Tôi thật là may mắn vì được trải nghiệm điều này hàng ngày. Tức là ở đây ấy thì là nước nó ấm, đúng không? Trong khi tôi đã được gì ạ? Tôi đã được train, tôi đã được huấn luyện trong nước lạnh rồi. Đấy. In fact, I love it so much that I never came home. À, tôi đã yêu yêu cái hòn đảo đến mức tôi chả bao giờ về nhà. I've now been on the island for 10 years. À, ở trên đảo được 10 năm. And I have a permanent job. Tôi có một công việc vĩnh viễn. Permanent là phải vĩnh cửu. I'm working as a marine educator. Đấy, tôi làm việc như là một nhà giáo dục về về môi trường biển. Teaching volunteers about the sea life. Đấy. Dạy cho tình nguyện viên về cuộc sống dưới biển and taking them snorkeling and diving. Ok, chúng ta có thể không cần biết cái động từ này. Ok, là diện là một môn gì đó ở ngoài biển thôi. Ok, và lặn. My desk is a picnic table 10 meters from the best beach on the island. Thế là gì ạ? Cái bàn làm việc của tôi ấy thì nó chỉ cách có 10 mét. Ok, kể từ cái gì ạ? Cái bãi biển đẹp nhất ở trên đảo thôi. Of course, not everything about my life is perfect. Tất nhiên là gì ạ? Không phải tất cả mọi thứ về cuộc sống của tôi thì đều hoàn hảo. Ok, cái này điều gì đó. Tuy nhiên, I can't imagine going back to my old life. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được việc là gì ạ? Quay lại cuộc sống cũ thì nó như nào. Ok, thì câu 20 các bạn sẽ chọn đáp án là là D. I work far harder than I used to. Bởi vì anh ấy đang nói về công việc, đúng không? Tôi làm việc chăm chỉ hơn tôi đã từng. Ok, tôi làm việc chăm chỉ hơn. Far harder, chăm chỉ hơn rất nhiều. Ok, tuy nhiên thì anh ấy vẫn không muốn quay lại cái cuộc sống cũ, đúng không? Ok, hãy chúng ta chọn đáp án là D. Thế thì chúng ta sẽ có một số đáp án mà nó là không án gây nhiễu, đó là gì ạ? Là A, C và Ok, A, C và H, đúng không? Chúng ta có A là That's why I knew it was a terrible plan. Terrible plan là một kế hoạch tồi tệ. Nên không liên quan gì kế hoạch tồi tệ trong này. C là They always ask lots of questions. Họ hỏi rất nhiều câu hỏi. Thì ở đây chưa chưa thấy có cái đoạn nào mà họ liên quan đến rất nhiều người xong rồi hỏi câu hỏi, đúng không ạ? H là I need to explain that first. Tôi cần phải giải thích cái này trước, đúng không? Ba câu này là không điền cho số nào cả. Thì đấy là part 4. Part 5 là chúng ta sẽ có gì ạ? 6 câu hỏi. Ok, và các bạn sẽ điền từ còn thiếu vào trong những cái đoạn văn, trong cái đoạn văn này. Thì đoạn này là gì? The coconut tree là cây dừa. Cây dừa thì được cho là một trong số những cái cây giá trị nhất. The most valuable trees in the world, cái giá trị nhất trên thế giới. It is mostly found by the sea. Là gì ạ? Thường nó sẽ được tìm thấy ở biển. There where there is hot and wet. Ok, nơi mà nó có cái gì đó, chỗ này cần một danh từ đúng không ạ? Thì các bạn nhìn đáp án chứ là temperature. Chúng ta không thể nói là hot temperature được. Mình chỉ có thể nói là điện nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp đúng không ạ? Nó sẽ là high hoặc là low. Nên số này là hot và wet là gì ạ? Cái gì đó nóng và ẩm. Thì nó sẽ có gì ạ? Condition là điều kiện. Climate là khí hậu. Ok, còn weather là thời tiết. Ok, thì ở đây các bạn sẽ điền là gì ạ? Climate. Ok, climate. Các bạn sẽ điền là hot and wet climate. Ok, khí hậu. Nóng và ẩm. Ok, chứ chúng ta không điền là weather. Một số bạn chọn đáp án là weather. Weather là gì ạ? Là thời tiết. Thời tiết thì chúng ta nói là thời tiết good weather, bad weather. Thời tiết tốt, thời tiết xấu. Hoặc là nice weather. Chứ chúng ta không nói là hot weather. Ok, hoặc là wet weather. Ok. Câu tiếp theo. The coconuts often fall into the sea. Là gì ạ? dừa thì thường rơi xuống biển and float. Nổi ở trên nước. Cho tới khi nó another beach. Another beach cho tới khi nó đến được bãi biển khác, đúng không? Where more trees then begin to grow. Ok, đến bãi biển khác nơi mà nhiều cây hơn bắt đầu mọc lên. Đấy, thì câu 22 chọn gì? Ở đây các bạn nhìn này, chúng ta không có giới từ gì đúng không ạ? Khi mà nó đến, đúng không? Nó đến bãi biển khác. Thì chúng ta có reach cũng là đến. Go, go là đi. Thì không phải rồi, travel. Travel thì đi với to. Arrive, arrive mà đến ấy, thì nó sẽ đi với hai giới từ là in hoặc là at. Ok, ở đây chúng ta chỉ có thể chọn đáp án là reach. Thì nó không cần giới từ gì cả. Đến đâu đó.
I reach somewhere. Ok, hoặc là đây là quả dừa thì nó đến reach another beach, đến cái bãi biển khác. Holiday makers often see the coconut tree as no more than an attractive sun umbrella. Tức là gì ạ? Những cái người làm du lịch thì thường nhìn cây dừa, ok, không có gì hơn là cái ô che nắng. Ok, that provides mà cung cấp cái gì? Mà cung cấp cái gì? Cái ô che nắng thì cung cấp cái gì được? Cái ô che nắng thì cung cấp cái gì? Cloud, mây. Dừa không thể cung cấp mây được đúng không ạ? Shade là gì? Bóng mát. Dark là bóng tối. Còn cold là lạnh. Thì ở đây chắc chắn các bạn phải chọn đáp án là gì ạ? Là bóng mát, shade. Ok, đáp án là shade. However, this amazing tree has hundreds of. Tuy nhiên thì cái loại cây đáng kinh ngạc này thì có đến hàng trăm, and more are still being discovered, và nhiều hơn đang được khám phá ra. Hàng trăm cái gì? Ok, câu 24 các bạn chúng ta vào gì ạ? Uses. Ok, uses này, jobs. Uses là cách sử dụng. Jobs là công việc, roles là vai trò, things là thứ. Ok, thì ở đây là gì ạ? Tuy nhiên nó còn có hàng trăm gì ạ? Ok, có hai từ đó sẽ là bằng A, uses. Ok, hàng trăm cách dùng. Ok, cách dùng khác nhau. Nó không thể là công việc được đúng không ạ? Roles thì là vai trò. Ok, còn things là thứ thì nó quá là gì ạ? Chung chung. Câu 25. People have made houses. Ok, mọi người thì làm nhà này. Boats, thuyền này. Baskets, cái giỏ này. Cái giỏ từ từ gỗ của dừa. And leaves và diện và lá. Leaves là lá nhé. For centuries, hàng nhiều thế kỷ. Even today, thậm chí là ngày nay, if you take a, chỗ này có cụm từ luôn là take a look. Ok, take a look. Không phải take a scene, take a side, take a view. Take a look, các bạn nhớ cụm từ này, take a look. Để chúng ta nhìn vào in your cupboards, và chỉ vào trong cái gì ạ? Trong cái tủ bếp của chúng ta. You will find coconut oil. Bạn sẽ nhìn thấy dầu dừa. In products as gì đó, tức là gì ạ? Dầu dừa như là sản phẩm. Ok, as opposite, as separate, opposite là đối diện. Ok, separate là gì ạ? Là khoảng cách. Strange là lạ, còn different là khác nhau. Ok, in products, ở trong những sản phẩm khác nhau. Ok, as medicine and desserts, đúng không? Là gì ạ? Như là thuốc hoặc là gì ạ? Món tráng miệng. Desserts là món tráng miệng. Ở đây các bạn sẽ điền là gì ạ? Different. Câu 26 đáp án là D, different. Còn bài cuối cùng là các bạn sẽ đọc và mình điền từ còn thiếu vào. Ok, thì phần này người ta sẽ kiểm tra từ vựng và một chút ngữ pháp. Thì chúng ta sẽ có là gì ạ? The Natural History Museum. Là một cái bảo tàng lịch sử tự nhiên, đúng không ạ? This is one of my favorite places to visit. Đây là một trong những nơi mà tôi yêu thích. I've learned a huge amount about animals and plants I've visited. Tôi có thể học được hàng gì ạ? Tôi có học được một số lượng lớn. Ok, thông tin về animals and plants, động vật và thực vật. Ok, lần tôi đến thăm, mỗi lần tôi đến thăm đúng không ạ? Thì ở đây các bạn có thể điền một trong, có thể điền hai từ, đó là từ each hoặc là từ every. Ok, từ each hoặc là every, every time hoặc là each time, mỗi lần. I've even seen bits of rock from the moon, thậm chí là tôi được nhìn đá ở trên mặt trăng. The building's really beautiful and it's easy to find your way around là gì ạ? Cái tòa nhà thì đẹp và bạn dễ dàng để tìm được lối đi. There are hundreds of interesting things on display. Nó có hàng trăm những cái thứ thú vị. Ok, được trưng bày. But you like dinosaurs the best time. Ok, thế là gì ạ? Nhưng mà ở đây các bạn sẽ điền if, nếu bạn thích là gì ạ? Khủng long. The best time gì ạ? Đây các bạn sẽ điền to. Ok, the best time to see them. Ok, the best time tức là gì ạ? Thời gian tốt nhất để xem chúng là during term time. Ok, là trong khoảng thời gian này. I've been twice in the school holidays. Ok, tôi đã gì ạ? Tôi đã hai lần ở trong gì ạ? Kỳ nghỉ của trường ấy. And the queue là cái hàng was chấm 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 that I wasn't able. Ở đây các bạn đọc cả câu nhá. Cái hàng ấy thì nó dài đến mức mà tôi không thể nào thăm được cái phần đó. Ok. Cho nên là gì ạ? Chỗ này các bạn sẽ điền sâu. Chúng ta cấu trúc là gì ạ? Sâu cộng với tính từ that là gì ạ? Là quá dài để tôi
Quá dài đến nỗi mà tôi không thể. Ok, quá đến nỗi mà. Quá dài đến nỗi mà. Đấy gọi là so so long that I wasn't able to visit that part of the museum. Cái phần đó của, đúng không ạ? Cái phần đó của cái bảo tàng. Đấy các bạn điền dĩa of. You'll probably want something to eat while you're there. Có lẽ là bạn sẽ thích cái muốn ăn cái gì đó trong khi bạn ở đó. You can take cái gì on picnic. Ở đây chúng ta sẽ điền là take your own picnic. Ok. Đấy, take your own picnic tức là gì ạ? Mang đồ ăn của bạn đi, đúng không? Take, you can take your own picnic. Ok. Mang thì mang cái gì đúng không? Thì là picnic là có rồi, nhưng mà gì ạ? Cái gì own thì là your own, you phải đi với your, đúng không ạ? Còn she chẳng hạn thì nó đi với her. She can take her own picnic. Đây là you, your own picnic and eat in the museum garden or try one of the two museum cafes. Ok. Đấy, thì là gì ạ? Số 1 điền each or every, số 2 điền if, số 3 điền to, số 4 điền so, số 5 điền of, số 6 điền your. Ok, thì ở đây nó đòi hỏi là các bạn phải có từ vựng. Đúng ạ? Đa số là từ vựng. Và một số cái cấu trúc, ví dụ như so long that, thì đây nó chính là gì ạ? Là cấu trúc so hoặc là such that, so that hoặc là such that. Ok, đó, thì là bài bài đọc của chúng ta có 32 câu. Và nếu như các bạn làm được từ 22 câu là chúng ta đạt 140 để đạt mức B1. Ok.